anh Tần quá chuẩn, đừng nên mua bảo hiểm. Đó là tâm lý chung của hầu hết người dân Việt Nam mà. Bởi vì là nhiều người bị mất tiền quá rồi. Nhiều người mà bị xảy ra sự kiện bảo hiểm thì không được đền. Tôi lúc đầu tôi cũng có suy nghĩ giống như hầu hết các bạn mà thôi. Cái câu chuyện là nếu mà bạn không tham gia bảo hiểm ấy, nghe anh Tần mà không tham gia bảo hiểm ấy, thì khi nào mà ốm đau bảo anh Tần anh cho tiền đỡ, hay là nói mà thực ra bạn ạ, bảo hiểm nhân thọ nó không phải là cái ốm đau. Nói cái từ nhân thọ nó có nghĩa là đến cái từ mà thọ. Tôi cũng giống như bạn này, đang trong cái tuổi mà nuôi con cái của mình là trụ cột để kiếm tiền cho gia đình mình. Nếu mà không may tôi và bạn và tất cả những ai đang xem video này, và nếu là người trụ cột trong gia đình mà kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con, cho con ăn học, lo cho các con ấy, nếu ngay ngày mai hoặc là ngay đêm nay này, sáng mai ngủ không dậy được nữa, thì ai là người thay mình nuôi con mình? Không lẽ để thằng khác đến nó nuôi con mình và nhà mình cho thằng khác ở, đúng không? Nếu như mà mình có mua bảo hiểm ấy, chẳng may mà không còn trên cuộc đời này nữa, thì cái tiền bảo hiểm đó thay mặt mình nuôi vợ nuôi con và báo hiếu cho cha mẹ già. Hoặc là cái trường hợp xấu nhất, xấu nữa, đó là mình bị tàn phế giống kiểu tai biến ấy, mà liệt vị nằm một chỗ. Nếu mà bảo hiểm đền cho 1 tỷ hay là 2 tỷ thì mình vẫn có cái tiền mà ăn, không phải ăn bám vợ, không ạ, mà vẫn có tiền đó, vẫn nuôi được con, vẫn đảm bảo cho con cuộc sống của con được đi học một cách bình thường. Thực ra thì cái điều nó là không mong muốn, nhưng mà thực ra thì nếu mà nó xảy ra thì bảo hiểm đã thay mặt bạn nuôi sống chính bạn, hoặc là nuôi sống vợ bạn, con bạn, chăm sóc bố mẹ già của bạn nếu như đền được mấy tỷ chẳng hạn như vậy. Còn mua bảo hiểm hay không thì vẫn là quan điểm cá nhân của mỗi người, quyền của mỗi người. Nhưng mà chúng ta sẽ bị động trong cuộc sống. Nếu ngay ngày mai nó xảy ra hoặc là ngay đêm nay nó xảy ra thì bạn sẽ giải quyết tình huống này như thế nào? Bảo hiểm thì người bán bảo hiểm thì ai cũng bảo tốt, nhưng mà cái người làm thì không phải người làm bảo hiểm nào cũng tốt. Công ty bảo hiểm nó là tốt đấy, nhưng mà người làm không tốt thì mình tìm người làm